thôi, ít nữa thôi. Mà phải uống nữa mới đổ đúng rồi. Anh em ơi, nóng đổ lửa kêu dẻo. Thùng đựng nước, ống thùng vô. Nóng quá giờ làm quạt cho nước mọi người ơi, nó mát. Đây là bình nước đá, bình đá uống nha. Để đâm không được, bạn kèm mình nó tính cái đầu quá. Còn xíu thôi, nó kêu lòng nóng liền. Rồi cái đầu nó đưa thì nhờ nó cũng to. Rồi, xích cho ta tính lại luôn rồi. Được rồi. Này sẽ đứng mới được. Nó thở luôn. Đó mọi người. Chích thêm đi. Nó nhỏ này. Quá rồi, nó chắc luôn. Cố định. Lấy gì chịu cho ba cái coi. Cái gì chịu vô đây cái mấy cái gì nặng nặng cái sắt á. Ừ nữa đây này là cái ống trúc, cái sáo của nó trơn chắc thêm mấy lỗng rồi canh nghe chính giữa rửa dây, canh rửa dây chắc nghe. Nghe nha mọi người. Rồi, hai dây lồi vô đây. Rồi, bắt đầu
phê đậu rồi chích keo cho nó kín cái chỗ này lại. Rồi ở đây cũng vậy luôn. Cái này mình treo lên đây, treo trên hoặc treo dưới đều được hết nha. Treo dưới thì nó quay nè, treo trên, treo bên trên, một lô ve, một dùng mấy cái thanh này và mấy cái lỗ này, cái lỗ này nó sẽ đẩy hơi lạnh ra. Lúc nữa mình bỏ đá vô thùng này, bỏ đá vô thùng này và hơi nó sẽ tràn ra đây, hoặc nó hút khẩu ra. Ok rồi. Cái bọc dây rút của nó tiêu rồi. Lấy cho ba cục đá bỏ vô cho quay cho máy nè. Mét cho bò đúng rồi. Mấy buồn ngủ tới à. Ít nữa rồi nó phải uống đâu mà đổ dữ vậy.
Rồi bắt đá đổ nước đá vô nữa.